chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngả phê tà. Em yêu audio trên toàn quốc. Quý vị và các bạn đang đến với kênh test âm thanh của cửa hàng audio Bãi An Giang. Và trước mắt quý vị và các bạn, đây là đôi loa ADS L990 của Mỹ, một model khá hiếm trên thị trường chúng ta nha. Thì em vẫn chưa thấy ai bán model này nha quý vị. Sở hữu một bass 25, gân cao su, chung đơm và chép đơm câu loài hết nha. Bass cực kỳ mềm mại, sâu lắng, chung chép rất là tơi. Bớt cụ lầm lại tí nha quý vị. Em đang ghép nó với con Amly Relatif STA 2100D, một con Amly của Mỹ được sản xuất tại Nhật nước thứ ba. Thì con Amly này là một dòng Amly có thể nói là gần như là hết số của gà lát tiếp nha quý vị. 2001D dòng lớn. Thì con này là đánh có hai đồng hồ vu đây nha quý vị, tuyệt vời quý vị, màu xanh màu tuyệt vời, 4 đồng hồ vu. Đây là hai đồng hồ bắt sóng AM/FM và hai đồng hồ này quy vu đánh nhạc. Con Amly này trong tình trạng đẹp xuất sắc nha quý vị, em nói đẹp xuất sắc nha. Vỏ gỗ lạng. Thì quý vị nào mà cần xem chi tiết em sẽ chụp hình gửi xem chi tiết cho quý vị. Trước mắt quý vị ha, mặt phay nhôm nha quý vị, đẹp long lanh lóng lánh nha. Công suất con này là 600W. Tiếng bass nghe cực kỳ phê luôn quý vị. Nguyên zin nguyên bản 100% hoạt động hoàn hảo hết. Đây phía sau của con gà nó tiếp đây ha quý vị. Đẹp long lanh luôn. Menin luôn nha quý vị. Đây. Công suất là ta 600W nha. Đẹp long lanh luôn quý vị, những cái dắt cắm lò này quý vị xem nó mới nè. 600W điện 120W 60 hạt nha quý vị. Đây là dòng xuất Mỹ ha.
đường công Mỹ vậy. Thì con Relative này có giá 13 triệu nha quý vị, trong tình trạng đẹp xuất sắc. Và đồ loa ADF có giá 10 triệu 500 nha quý vị. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn. Con Amply này rất hợp với nhiều dòng loa Mỹ cổ quý vị. Chất âm nó rất là mượt mà, rất là ngọt ngào. À, quý vị nghe tiếng bass nó đã không? Bass nó buông xuống nghe sao mà rụng rời luôn á quý vị, thật sự. Nếu mà đang buồn nghe bài này nghe rụng rời thì con bass nó buông, quý vị nghe đâu loa bass nó đánh hai vu quẩy ha, nhìn tuyệt vời làm sao. Nghe rụng rời thì quý vị giảm test AMFM cho quý vị nghe nha. Đó, và FM là đồng hồ này nó sáng lên liền ha. FM chưa gắn anten nghe được một đài, khi vào ngắn thì nó sẽ nghe được full. Vì FM con này là 108 nha quý vị, 108 AM 1600. Rồi bây giờ chuyển qua AM. Nhưng dòng này thì bắt nét căng rồi ha. Con ly này trong tình trạng đẹp xuất sắc nha quý vị. Này thì bây giờ để em mà để cái đầu đĩa xuống này em sẽ cho quý vị xem. Đây quý vị. Bụi. Ha, là gỗ lạng nha, cái này là gỗ lạng luôn á, long lanh luôn. Do not lock ha. Tem cờ đầy đủ hết luôn. Công ly này tuyệt đẹp nha quý vị, trong tình trạng tuyệt đẹp ha. Quá đẹp luôn.